Hello, xin chào mọi người nha. Đây, anh Si đang ở trên trên dấu bàn chân tiên này. Đấy, ở An Giang nha mọi người. Đây, nhìn xuống nữa. Nhìn xuống đây, cái cánh đồng lúa. Anh Si đang đi đám cưới tại một nhà ông cậu ở dưới An Giang nha mọi người. Nhà nào cũng đúng rồi. Đằng sau giống con sông này. Thôi vậy con sông kia gần nhà nhỉ? Gần nhà mà. Quang cảnh trên rất xinh chào nhiều người. Dạ tít bù tắp nha mọi người. Thôi, anh sẽ bắt đầu tham quan khung cảnh đó. Tôi xin kết thúc video tại đây nhé. Bắt đầu tham quan nào.